Chào mừng quý vị đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Chuyện hy hữu là thứ ít xảy ra trên đời, nhưng một khi đã xuất hiện thì lại khiến dân tình dậy sóng. Chẳng ai lường trước được chữ tử, nhưng cũng không ai muốn dời đi ngày trọng đại của cuộc đời mình. Nhưng nếu đám cưới và đám ma cùng xảy ra một lúc thì sẽ như thế nào? Câu chuyện hai nhà sát vách cùng có đám cưới và đám tang khiến nhiều người phải tranh cãi. Vậy đây sẽ mang lại điều tốt hay là điểm xấu? Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Mới đây trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ đoạn video clip ghi lại một tình huống khá éo le, diễn ra giữa hai gia đình sát vách khiến nhiều người dở khóc dở cười. Theo như những gì đoạn video clip ghi lại, có thể thấy hai gia đình hàng xóm đang tổ chức lễ cưới và đám ma ngay cùng thời điểm. Trong khi một bên rộn ràng ngày vui, người người súng xính váy hoa chúc mừng hạnh phúc của cô dâu chú rể, thì gia đình ngay bên cạnh đang ngập tràn trong không khí tang thương, cử hành đi lễ tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng. Có thể thấy gia đình có tổ chức đám cưới cũng tế nhị và không hề bật nhạc lớn như những đám cưới thường thấy tại Việt Nam. Chứng kiến hai cảnh tượng đối lập này cũng đã khiến nhiều người cảm thấy khó xử. Đặc biệt, theo quan niệm tâm linh của người Việt, khá nhiều người kiêng kỵ việc có đám ma liền kề đám cưới. Họ cho rằng không khí đau thương của đám tang sẽ khiến đám cưới giảm đi sự may mắn và niềm vui. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng sinh dữ tử lành, việc có đám ma ngay kề trong ngày cưới chưa chắc đã là điều không tốt. Nhưng mỗi bên gia đình cũng nên tiết chế một chút sự tang thương cũng như vui mừng để ngày quan trọng của hai bên gia đình có thể thuận lợi tiến hành. Đúng là hy hữu nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Đám cưới chắc chắn cũng đã chuẩn bị từ lâu nên không thể vì nhà bên có đám tang mà hủy ngay được. Mà đám tang thì cũng không thể rời ngày tiến hành. Mỗi nhà nhường nhịn nhau một chút là được rồi. Đám cưới là một sự kiện trọng đại trong đời người. Chính vì vậy, người ta lựa chọn ngày rất cẩn thận khi tổ chức đám cưới. Người ta cho rằng cưới vào ngày tốt sẽ mang đến may mắn, hạnh phúc, phồn vinh cho cô dâu và chú rể. Để chọn được ngày cưới tốt, người ta thường hay đem ngày tháng năm sinh của cô dâu và chú rể đến và nhờ thầy tướng số để tìm ra ngày hợp với họ. Một khi đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi thì người ta mới bắt đầu chuẩn bị các công việc tổ chức đám cưới như là đặt tiệc cưới, trang trí nhà cửa, chụp ảnh cưới, thử áo cưới, phát thiệp mời. Đa số các lễ cưới đều được tổ chức một cách thuận lợi, tưng bừng, nhộn nhịp và vui vẻ. Mặc dù vậy, có một số trường hợp rắc rối xảy ra. Đó có thể là láng giềng của bạn có người mất và họ làm đám tang trúng ngày ngày mà bạn tổ chức đám cưới. Nếu điều này xảy ra thì đám cưới phải tổ chức như thế nào? Xảy ra sự mất mát của người thân trong gia đình là điều không ai muốn. Trái lại với đám cưới có thể chọn ngày tốt thì đám ma được tổ chức ngay khi có người mất. Vì thế chúng ta phải cảm thông cho họ. Nếu trường hợp tổ chức đám cưới gặp phải hàng xóm làm đám ma thì gia đình tổ chức đám cưới vẫn nên thực hiện các nghi thức đám cưới bình thường như kế hoạch. Gia đình không nên trì hoãn hoặc dời lại đám cưới. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể bày tỏ sự chia buồn đối với gia đình hàng xóm láng giềng bằng việc không bắn pháo, không mở nhà cưới với âm lượng lớn liên tục. Nếu gia đình tổ chức đám cưới có hơn một lối vào thì nên chọn tránh đi ngang qua nhà hàng xóm có đám ma. Một trường hợp khác nữa là nếu khi rước dâu hoặc đưa dâu thì đoàn đám cưới gặp phải đám ma thì phải xử lý như thế nào? Theo quan điểm của nhiều người, nếu đoàn đưa đón dâu trong đám cưới gặp phải đoàn đám ma thì sẽ mang lại vận rủi cho hôn lễ của họ. Người ta còn dẫn ra một số trường hợp cô dâu bị ngất xỉu khi đoàn đưa rước dâu gặp phải đoàn đám ma. Họ cho rằng do đám tang làm ảnh hưởng đến cô dâu. Thực tế không có bằng chứng khoa học nào chứng minh cho điều này. Rất nhiều trường hợp cô dâu bị ngất xỉu trong lúc đưa đi rước dâu ngay cả khi không gặp đoàn đám tang. Người ta giải thích nguyên nhân chính kiến cho một số cô dâu bị ngất xỉu là do họ có thể trạng yếu hoặc do quá lo lắng cho đám cưới làm cho bị kiệt sức. Nếu xảy ra trường hợp đoàn đưa rước dâu gặp phải đoàn đám tang thì cách tốt nhất là đường ai nấy đi. Nghĩa là đoàn đưa rước dâu thì cứ theo lộ trình của mình mà đi và không làm ảnh hưởng hay tác động đến bất kỳ điều gì của đoàn đám tang. Đoàn đám tang cũng làm điều tương tự như đoàn rước dâu. Trường hợp cuối cùng là trường hợp khi có người thân mất trong thời gian tổ chức lễ cưới. Đây là trường hợp rất bất hạnh đối với bất kỳ cô dâu chú rể nào khi tổ chức đám cưới. Trong trường hợp cô dâu chú rể có người thân qua đời thì thời nay họ sẽ xem mức độ người thân đó như thế nào mà quyết định cưới chạy tang ra sao. Nhiều người cho rằng đám cưới là sự kiện vui, sự kiện hạnh phúc, trong khi đó đám tang là sự kiện buồn, là sự mất mát. Vì thế, nếu đám cưới gặp đám ma thì sẽ không tốt, mang nhiều điều xui xẻo trong cuộc sống hôn nhân sau này của cô dâu và chú rể. Thực tế thì, việc đám cưới gặp phải đám ma là điều bất khả kháng và những gia đình thực hiện đám cưới không thể tránh được.
Còn chuyện có mang lại sự xui xẻo hay không thì chưa có bất kỳ sự thống kê hay là bằng chứng khoa học nào chứng minh được. Thực ra, trái ngược với quan niệm đám cưới gặp đám ma là xui xẻo, thì có khá nhiều vùng lại quan niệm việc đám cưới gặp đám ma là điều may mắn. Đó là điềm báo cho một khởi đầu mới và cô dâu chú rể sẽ hạnh phúc viên mãn bên nhau đến bạc đầu răng long. Dân gian ta có câu, sinh dữ tử lành. Điều này có nghĩa là việc một người mất đi sẽ là một cách để cải kiếp, một cánh cửa mới sẽ mở ra với người đã khuất. Và đồng thời, nó cũng sẽ là điềm báo về những may mắn sẽ đến với đôi vợ chồng trẻ. Quan niệm này cho rằng chính người đã khuất sẽ là ông tơ nối chặt sợi dây tơ hồng cho cô dâu và chú rể. Vì vậy, cặp đôi này nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Tiếp theo là vụ việc khởi tố người phụ nữ đốt nhà trọ Phú Đô khiến 6 người thương vong. Chi tiết như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Chiều ngày 4 tháng 4, Chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết liên quan đến vụ phóng hỏa đốt nhà trọ tại phường Phú Đô khiến một người tử vong, 6 người khác bị thương. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, và hủy hoại tài sản, quy định tại Điều 178 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, vào tối ngày 31 tháng 1, Trần Thị Thanh Hải, 29 tuổi, quê tại Nam Định, hiện đang ở tại đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Đô, thành phố Hà Nội, là nghi phạm đã phóng hỏa đốt nhà trọ ở phường Phú Đô. Tại cơ quan công an, Hải khai có quan hệ tình cảm với anh Chu Văn Huy, 28 tuổi, quê ở Tuyên Quang. Vào tháng 1, cô ta phát hiện mình có thai nhưng không được gia đình của Huy chấp nhận. Bản thân anh Huy có ý tránh mặt, chuyển đến ở với anh họ là Văn, 32 tuổi, trú tại huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, tại phòng trọ ở phường Phú Đô. Hải cho rằng anh Văn chính là người ngăn cản, xúi dục Huy chấm dứt tình cảm với mình nên nảy sinh ý định trả thù. Chiều ngày 31 tháng 3, sau khi đi khám sức khỏe, cô ta đi xe máy ra cây xăng, mua 1,5 lít xăng, đổ vào vỏ chai La Vi, rồi đi về nhà trọ của anh Văn tại phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, với ý đồ dùng chai xăng vừa mua để đốt cháy làm hỏng xe máy của anh này. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tranh thủ có người ở xóm trọ đi về mở cửa, Hải xin vào gặp bạn. Chờ người này đi lên tầng, Hải đi bộ vào khu để xe tầng 1, phát hiện chiếc xe máy của anh Văn dừng ở gần cầu thang. Ả đã đổ 1/2 lượng xăng trong chai lên xe máy của anh Văn, rồi để phần xăng còn lại ở gần cửa nhà vệ sinh tầng 1, cách xe máy của anh Văn khoảng 4 mét. Sau đó, cô gái này quạt diêm đốt xe anh Văn, lửa bùng lên. Hải chạy ra cổng, cởi áo khoác vứt lại rồi điều khiển xe đi ăn tại một quán ăn trên đường Lạc Long Quân. Khi Ả đang ngồi ăn thì Huy gọi điện thông báo về việc khu trọ bị cháy do cháy nổ xe máy. Sau đó, Hải hẹn quay lại khu trọ để gặp Huy. Trên đường đi, cô ta đã bị lực lượng công an bắt giữ, điều tra, cảnh sát xác định Hải không hề mang thai. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!